Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với buổi học tiếp theo của Bảo Minh. Và hôm nay thì Hoa sẽ đồng hành cùng với các bạn trong một cái nội dung, đó là quy trình mở quầy thuốc, nhà thuốc các bạn nhé. Đây sẽ là nội dung dành cho tất cả các bạn dược sĩ đang đi bán thuốc, đã đi bán thuốc nhưng chưa có quầy thuốc cho mình. Và các bạn sẽ cần phải biết được cái quy trình để chúng ta mở quầy và mở nhà thuốc như thế nào. Cho nên là hôm nay Hoa sẽ đồng hành cùng với các bạn dược sĩ đã đi bán hàng rồi, để nếu các bạn có nhu cầu mở một nhà thuốc hoặc một quầy thuốc thì chúng ta sẽ biết là cái lộ trình chúng ta làm như thế nào. Bởi vì trong quá trình Hoa dạy thực hành bán thuốc ấy, thì có rất nhiều các bạn sinh viên đến với Bảo Minh đều chưa biết là các bạn sẽ làm những cái gì, và khi học xong ra trường các bạn sẽ có những cái bước đi như thế nào. Nên các bạn còn đang hoang mang rất là nhiều đến cái nội dung rất cơ bản, đó là thẻ giúp việc hay còn gọi là biên bản thẩm định ở nhà thuốc, các bạn còn chưa nắm được, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Hoa sẽ đồng hành cùng với các bạn với mong muốn chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm để các bạn có thể có được lộ trình đi, từng bước đi như thế nào để các bạn có thể có được một nhà thuốc cho mình như những gì các bạn mơ ước, đúng không ạ? Vì dược sĩ chắc chắn rằng chúng ta sẽ mong muốn có một cái mục tiêu là sẽ có nhà thuốc của mình, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình để mở một quầy thuốc hoặc một nhà thuốc các bạn nhé. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng để có thể mở một nhà thuốc hay một quầy thuốc thì bất cứ ai cũng có thể mở được, chứ không phải là dược sĩ mới mở được, đúng không các bạn? Nhá. Nếu như một người có vốn, có sự đầu tư thì người ta sẽ không cần phải học dược, người ta vẫn có thể mở được một quầy thuốc hoặc một nhà thuốc, đúng không ạ? Vì sao? Vì nếu như mà họ không phải là người trực tiếp bán, họ hoàn toàn có thể thuê những người có chuyên môn, có kinh nghiệm, có bằng cấp về để làm việc cho họ. Và họ chỉ việc bỏ vốn và có kinh nghiệm để quản lý là họ đã có thể mở được rồi. Đấy, cho nên có nhiều người ta không học trong lĩnh vực dược phẩm, đã không học ở các trường trung cấp cao đẳng hoặc đại học dược, họ vẫn có thể kinh doanh dược phẩm được. Nhưng ở đây chúng ta đại đa số là dược sĩ, có đúng không ạ? Chúng ta hầu như là các dược sĩ, các bạn đều đã được qua trường lớp để có thể có được cái bằng cho mình rồi. Đấy, nhưng khi đã có bằng rồi thì chúng ta đang loay hoay về cái việc là làm thế nào để có thể có những bước đi tiếp theo. Thì Hoa sẽ tập trung vào những đối tượng là các bạn là dược sĩ, chứ không phải tập trung vào những đối tượng không phải là dược sĩ nhưng họ vẫn kinh doanh dược phẩm nữa các bạn nhé. Đầu tiên, có phải rằng là khi các bạn học ở trường học để rồi khi các bạn ra trường, các bạn sẽ có một tấm bằng tốt nghiệp, và khi đến các bạn có bằng rồi là các bạn đi xin việc, các bạn đi học bán thuốc và các bạn đi làm, đúng không ạ? Nhưng điều đầu tiên Hoa muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Khi các bạn có một cái bằng tốt nghiệp rồi nhé, thì việc đầu tiên của các bạn ấy là các bạn phải làm cái thẻ giúp việc hay còn gọi là biên bản thẩm định ở tại một nhà thuốc nào đó, để rồi sau 18 tháng đối với bằng cao đẳng hoặc 24 tháng đối với bằng đại học thì các bạn sẽ có đủ thời gian gọi là thâm niên làm việc hay thực hành ở nhà thuốc, để các bạn có đủ điều kiện để các bạn được cấp chứng chỉ hành nghề. Các bạn đã hình dung chưa? Chúng ta làm trong lĩnh vực dược phẩm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và phải có những điều kiện như Hoa vừa mới nói thì các bạn mới được cấp chứng chỉ hành nghề, và có chứng chỉ hành nghề rồi các bạn mới được phép kinh doanh dược phẩm. Chứ không phải em có bằng tốt nghiệp rồi là em có thể kinh doanh dược phẩm được luôn đâu các bạn nhé. Các bạn vẫn có thể kinh doanh được nhưng không phải trên tấm bằng của các bạn, mang tên của các bạn, và các bạn không thể đứng chủ nhà thuốc được. Đấy, cho nên theo đúng lộ trình để các bạn đi thì việc đầu tiên khi có bằng tốt nghiệp các bạn sẽ cần phải làm một thứ, đó là thâm niên làm việc hay còn gọi là thẻ giúp việc, hoặc bây giờ người ta không cấp thẻ giúp việc nữa mà người ta sẽ cấp cho một cái biên bản thẩm định các bạn nhé. Cấp cho một cái biên bản thẩm định là các bạn đã có tên của mình ở nhà thuốc đấy được lưu ở trên sở, thì rồi 18 tháng sau hoặc 24 tháng sau các bạn mới có đủ điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề. Các bạn nhớ chưa? Có chứng chỉ hành nghề rồi các bạn mới bắt đầu mở một quầy thuốc hoặc một nhà thuốc để bắt đầu kinh doanh dược phẩm. Cho nên
Cái điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là làm hồ sơ để gửi vào một nhà thuốc nào đó, để họ sẽ chứng nhận là mình làm việc ở nhà thuốc đấy đủ 18 tháng hoặc 24 tháng, là tùy với từng bằng nhé. Nếu bằng trung cấp và cao đẳng thì bạn chỉ cần 18 tháng thôi, nhưng nếu là bằng đại học thì bạn cần 24 tháng sau để bạn có thể có thời gian là đủ thâm niên bạn mới được phép làm chứng chỉ hành nghề. Các bạn đã nắm được điều này chưa nhé? Thì cái hồ sơ đấy các bạn gửi vào một nhà thuốc nào đó mà các bạn không cần phải làm việc ở nhà thuốc đấy cũng được đấy. Cho nên là nếu như các bạn làm việc ở một nhà thuốc nào đó thì các bạn yêu cầu nhà thuốc đấy làm thẻ giúp việc hoặc là biên bản thẩm định cho các bạn, để rồi sau này 18 tháng sau, 24 tháng sau các bạn sẽ có đủ điều kiện để làm được chứng chỉ hành nghề. Cho nên việc đầu tiên của một dược sĩ khi ra trường là phải làm hồ sơ để gửi vào một nhà thuốc và nhờ họ làm cho mình cái biên bản thẩm định, để 18 tháng sau, 24 tháng sau các bạn sẽ có đủ điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề. Hoa nhắc đi nhắc lại điều này để các bạn có thể hiểu được, vì có nhiều bạn ra trường xong rồi không biết làm gì để có thể mở được quầy thuốc hoặc nhà thuốc. Cho nên việc đầu tiên các bạn hãy làm giấy thâm niên xác nhận ở nhà thuốc, đồng ý không ạ? Vì hiện tại bây giờ để có thể cấp được chứng chỉ hành nghề vẫn đang theo diện là xét hồ sơ chứ không phải là thi nữa nhé. Đã có luật là các bạn không cần phải gửi hồ sơ để làm thẻ giúp việc nữa, mà các bạn chỉ cần phải thi thôi vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề. Nhưng tại thời điểm này chưa có cơ quan ban ngành nào họ đứng ra để tổ chức thi cho các bạn, cho nên vẫn sử dụng phương pháp đó là xét hồ sơ. Nếu xét hồ sơ, bạn chỉ cần có hồ sơ làm việc ở nhà thuốc đủ 18 tháng là bạn đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề rồi. Đấy. Còn sau này khi sở ấy ạ, cơ quan ban ngành ở sở đã có những đội ngũ, đã có những là gì đấy ạ, cơ quan họ đứng ra họ tổ chức thi cho các bạn, thì lúc này lại không cần phải làm thẻ giúp việc nữa, các bạn chỉ việc đi thi thì các bạn sẽ được làm được cấp chứng chỉ hành nghề. Cho nên khi làm chứng chỉ hành nghề nó sẽ có hai mục, một là xét hồ sơ nhá, hai là thi để cấp chứng chỉ hành nghề. Thì nếu xét hồ sơ các bạn phải làm hồ sơ ở một nhà thuốc là mình đang làm việc có thâm niên ở nhà đấy rồi, đủ 18 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Đấy là xét hồ sơ các bạn nhá. Còn một hình thức thứ hai đó là thi để cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy nếu là thi để cấp chứng chỉ hành nghề thì bạn không cần phải làm thẻ giúp việc này nữa, bạn chỉ việc đi thi thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề. Nhưng vấn đề là bây giờ chưa có cơ quan ban ngành nào họ đứng ra để họ tổ chức thi cho các bạn. Cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng phương pháp là làm thẻ giúp việc, làm biên bản thẩm định có tên của mình lưu trên sở, thì lúc đấy bạn sẽ có đủ điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề. Các bạn đã nắm được điều này chưa? Nếu nắm được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là hồ sơ để làm thẻ giúp việc cần có những gì nha. Thứ nhất, bạn sẽ cần phải có bằng cấp của mình. Thì nếu là bằng trung cấp thì photo bằng trung cấp, nếu bằng cao đẳng photo bằng cao đẳng, nếu bằng đại học thì photo bằng đại học nhá. Các bạn mang đi công chứng ở đâu cũng được, công chứng thì các bạn photo rồi công chứng ở đâu cũng được, được không ạ? Tiếp theo là chứng minh nhân dân cũng photo để công chứng nhá. Thì hai cái bằng cấp và chứng minh là photo để công chứng, được chưa? Thứ ba là giấy khám sức khỏe A3 có dán ảnh giáp lai nhá. Thứ tư là bốn ảnh 46, được không ạ? Và thứ năm là sơ yếu lý lịch mới bổ sung nữa. Còn trước đây chỉ cần bốn cái này thôi là bạn đã có thể có hồ sơ để làm thẻ giúp việc rồi. Nhưng bây giờ thì nó cần thêm cả là sơ yếu lý lịch vào các bạn nhé. Nên đấy là hồ sơ để làm thẻ giúp việc, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ tìm một nhà thuốc nào đó họ sắp thẩm định hoặc tái thẩm định lại để gửi hồ sơ vào và nhờ họ làm biên bản thẩm định cho các bạn. Còn nếu như các bạn không nhờ được, không tìm được nhà nào thì hãy tìm những đơn vị là dịch vụ nhá. Họ làm dịch vụ, họ sẽ có khả năng để biết được là bao giờ nhà thuốc này thẩm định, bao giờ nhà thuốc kia tái thẩm định, rồi họ sẽ gửi hồ sơ vào cho các bạn để các bạn có thời hạn thâm niên làm việc ở nhà thuốc, rồi các bạn sẽ có điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề. Đây là điều kiện đầu tiên các bạn đã nắm được chưa? Nhớ các bạn nhá.
làm thẻ giúp việc hay còn gọi là biên bản thẩm định nhá, ở một nhà thuốc đủ 18 tháng hoặc 24 tháng rồi sau đó bạn mới đủ điều kiện để làm chứng chỉ hành nghề, được chưa? Rồi, khi các bạn đã có biên bản thẩm định hay thẻ giúp việc này rồi, lúc đấy các bạn mới làm hồ sơ để đi làm chứng chỉ hành nghề. Vậy hồ sơ để làm chứng chỉ hành nghề gồm có những gì thì các bạn lại tìm hiểu bước tiếp theo. Đây là hồ sơ để các bạn đi làm chứng chỉ hành nghề đấy ạ. Các bạn sẽ cần có bằng trung cấp này, bằng cao đẳng hoặc bằng đại học phô tô công chứng này. Thứ hai là đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề dược này. Thứ ba là chứng minh nhân dân phô tô công chứng, được chưa? Thứ tư là giấy khám sức khỏe. Thứ năm là lý lịch tư pháp có thời hạn là 6 tháng đổ lại nha. Vượt quá 6 tháng thì sẽ không có giá trị nữa. Nên cái lý lịch tư pháp này chúng ta xin trong thời hạn là 6 tháng. Và để làm được lý lịch tư pháp này, các bạn mang hộ khẩu là một, chứng minh là hai, mỗi thứ hai bản, đi ra sở tư pháp và sau đó nói rằng cho em làm lý lịch tư pháp để làm chứng chỉ hành nghề. Họ sẽ xác minh là bạn có tiền án tiền sự gì hay không. Nếu không có, họ sẽ cấp cho bạn một cái lý lịch tư pháp để bạn có thể làm được chứng chỉ hành nghề. Đấy là cái thứ năm. Các bạn đã nắm được chưa? Cái thứ sáu là bạn sẽ phải có cái biên bản thẩm định có tên ở trên sở, tức là cái biên bản thẩm định này đây ạ, nhá, là tờ giấy biên bản thẩm định này ạ. Thì đấy là cái thứ sáu, là có biên bản thẩm định có tên các bạn trên sở. Thứ bảy là giấy xác nhận thực hành tại cơ sở có chữ ký của chủ nhà thuốc. Tức là các bạn thẩm định ở nhà thuốc nào thì các bạn phải có cái giấy xác nhận thực hành tại cơ sở đấy và có chữ ký của chủ nhà thuốc đấy mới có giá trị nhá. Thứ 8 là 4 ảnh 4x6 và nhớ là ảnh này phải là ảnh nền trắng các bạn nhé. Ảnh nền trắng, được chưa? Tiếp theo nữa là bản cam kết thực hiện quy định nhá. Bản cam kết thực hiện quy định các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Thì đây là một số những hồ sơ để các bạn có thể đi làm chứng chỉ hành nghề được. Và nếu các bạn tự đi làm cái này thì lệ phí nó chỉ rơi vào tầm độ trên dưới 500.000 là phí để làm hồ sơ, hoặc là cái bôi trơn để chúng ta lấy cái chứng chỉ hành nghề nó nhanh hơn thôi. Còn nếu các bạn không tự đi làm được cái này thì cũng có những đơn vị là dịch vụ, họ sẽ hỗ trợ cho các bạn làm trọn gói từ A đến Z mà các bạn không phải đi làm nữa nhé. Kể cả làm thẻ giúp việc cũng có là dịch vụ, và khi làm chứng chỉ hành nghề cũng có dịch vụ các bạn ạ. Cho nên nếu các bạn tự đi làm được, hãy tự đi làm, nó sẽ đỡ chi phí cho các bạn. Còn nếu các bạn không tự đi làm được, không biết cửa để đi làm thì hãy nhờ dịch vụ, họ sẽ làm cho, mất thêm một chút chi phí, họ sẽ làm cho các bạn, được không ạ? Tất cả mọi cái đều có thể giải quyết được hết, và bằng cách đó là tiền. Đó, và đấy là cái yếu tố cần thiết để có thể kinh doanh các bạn nhé. Đợi một thời gian, khi sở làm chứng chỉ hành nghề cho các bạn xong rồi và đã cấp được chứng chỉ hành nghề dược rồi thì lúc này bạn đủ điều kiện để kinh doanh dược phẩm. Các bạn đã nắm được chưa nhá? Từng bước một này, bước đầu tiên làm thẻ giúp việc, có thẻ giúp việc rồi mới đi làm chứng chỉ hành nghề, có chứng chỉ hành nghề rồi mới bắt đầu kinh doanh dược phẩm được, đó là kinh doanh thuốc ạ. Các bạn đã nắm được điều này chưa? Rồi, nếu như các bạn đã nắm được điều này rồi, chúng ta sẽ chuyển sang lĩnh vực đó là kinh doanh nhà thuốc cần có những gì, được không ạ? Nhớ là chúng ta phải có chứng chỉ hành nghề nha, rồi chúng ta mới bắt đầu là mở quầy được ạ. Còn nếu như các bạn mà không có chứng chỉ hành nghề vẫn mở quầy được nhưng phải đi thuê bằng của người khác, đúng không ạ? Nha? Thì bằng cái chứng chỉ hành nghề của mình vẫn là tốt nhất các bạn nhé. Nên phải làm chứng chỉ hành nghề xong thì rồi chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta mở một quầy thuốc hoặc nhà thuốc, đồng ý không ạ?